Chào mừng anh đã quay lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Call of Duty Black Ops Cold War nha các bạn. Ui bị gì vậy? À, ở tập trước thì mình với Park, với con nhỏ Park, với thằng Laza tấn công vô trong một cái khu căn cứ ở Cuba để tìm kiếm cái đầu đạn á, nhưng mà kết quả là cái thằng Laza phải mình cũng không biết nó sống chết như thế nào nữa, hình như nó bị bắt. Mình lựa chọn là mình cứu con Park. Bell. À, nó nè. I feel like I owe you. Tôi nghĩ là tôi nợ anh. À tôi cảm thấy nợ anh. Chết tiệt thật. Going to lose a lot more than Lazar if we don't execute this next move correctly. We need you to hang in there for one more assignment. Chúng ta mất nhiều hơn Laza luôn. Chúng ta không thể đoán trước được cái bước đi tiếp theo của cái thằng Berserk là cái gì. Stop wasting our valuable time. He's of no use to us anymore. Stay alert, Bell. You're the key to stopping Berserk. You always have. Nó nói mình là chìa khóa để ngăn Berserk là sao? We're doing an intracerebral injection. Nó chích cho mình cái gì kìa? Injecting directly into the brain could provoke seizures or worse. Cái gì thuốc? Thuốc kiểm soát não à? You sure about this, doc? Má chết. Má tìm thẳng vào mắt luôn. Memory should begin almost immediately. Nó tìm thẳng vào não luôn. Bell, listen to me. I need you to remember. Think back to our time in Vietnam. One more time. Nhớ về thời gian của chúng ta ở Việt Nam. We had a job to do. Oh, mẹ, giờ quay về Việt Nam à? Think, Bell. Perseus. Do you remember coming face to face with Perseus in Vietnam? Anh có nhớ là chúng ta đã đối mặt với Perseus ở Việt Nam? Shit. Heart rate's off the charts. I need you to relax. Nhịp tim đang tăng. Focus, Bell. Your helicopter. Chúng ta cần thư giãn alone. Và tập trung. You found a bunker. Chúng ta tìm thấy một cái bunker. We need to know what's inside that bunker. Chúng tôi còn biết cái chúng ta cần biết cái gì ở trong cái bunker đó. Do not trust Adler. Do not trust Berserk. Do not trust him. Do not listen to Adler. Không được nghe Adler. He is lying to you. He is lying to you. Do not trust Adler. Mà Berserk lại kêu mình là không được tin Adler. Adler đang nói dối chúng ta. Ở sau Việt Nam là mình đang ở miền Nam Việt Nam, ở một cái đồi. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. The crash survivors were defending against a VC attack. Ruộng. Nhưng mà ở miền Nam thì làm cất gì có ruộng bậc thang. You ran forward and picked up an M16. Go forward. Pick up a M16. Nhưng mà ở đây chỉ có M75 thôi. Maybe it was another one. Tiến lên. Ghê quá. Bộ đồ mình bắn ghê thiệt chứ. Đâu không thấy đường vắng luôn á. The remaining VC fled into the tree line. Okay, xong. It was then you realized you were the sole survivor. You set off to locate the bunker. Ok,
Bây giờ mình phải locate cái bunker. Ui, nó thiết kế cái cánh rừng đẹp thiệt chứ. The path split near a ruin, so he took the right fork, not the trail to the left. Giờ mình vô đền được không? Trong đền này đâu có gì đâu. Mình sẽ đi bên phải. Bum. What the hell were you thinking? You could have gotten us all killed. If you were in my unit, I'd have you cleaning latrines for a month. Come back here. I'm not done mẹ, talking. Cái này chỉ là ở trên kia có gì cơ? Leo lên được nè. You heard Russian voices from a cave across the river, so you went to investigate. Belle, I need you to turn around and go into the cave. Mình để mình lên đây coi coi nó có cái gì trên này. Zipline. The zipline nearby was the best way back to the cave. You wanted to get to that bunker as soon as possible. À, cái chỗ này là mình đi bên trái nè. Cái hướng mà mình sẽ đi bên trái. Từ từ. Mình hồi nãy mình thấy ở đây có cái gì nè. À, đây. Hay ha. Không. Không có thời gian. Mình không có thời gian cho những cái việc này các bạn. Xuống có chết rồi. Ui. No, Belle. You found the bunker by going into the cave. Cái này là cái gì ta? Why is Sims? This is scenario 17. Ui. Má ơi, mình rớt xuống địa đạo rồi. Có đèn không? A tunnel? You... Okay, you pulled out your sidearm and flashlight. À. Đồ. Ở đây là mấy cái lược đồ nè. Lược đồ để đánh trận này. Đây là gì? Một cái hệ thống liên lạc bộ đàm. Trong đây là gì? Ở dưới đây là một cái tầng hầm nữa nhưng mà nó bị đóng rồi. Ok, mình đi tiếp. Ui. Má, đáng lẽ mình phải vô cái hầm đó. Gì đây? Ui, cái đó là bẫy chồng rồi. Thằng nào mà rớt xuống dưới là lòi rột. Rồi, đi tiếp. Sao đèn không chiếu qua vô đó được? Má ơi, mình đeo tai nghe á. Những cái âm thanh. Cái gì vậy? Ui. Zombie. Thôi. Yeah!
Chết mẹ con. Ui. Stop lying, Bell. Start again and tell me how you met Perseus. Đây là đâu? Có cái cửa bằng cơ à. Mở được rồi. Christ, what's happening to him? Anh ta bị cái gì vậy? Sims, can you hand me the benzodiazepine? Nó bắt mình ngồi trên cái ghế nè, cái ghế này khóa tay mà. CIA's mind control program has had a great deal of success with implanted memories. We've got a job to do. Let's up the dosage and run 1B this time. Okay, ready. According to your debrief, you woke up and the rest of your crew was missing. The VC were on the ground searching for survivors. Bắn cung nữa chứ. You readied your bow to take them out silently. Cái này nhiệm vụ stealth. Giờ mình đi đâu? Nó bắt mình stealth qua cái này. Bên kia có hai thằng này, làm sao mình giết được? Con đồng chí nào thấy tụi bọn nó còn sống không? Không, không có nghĩ gì đó đâu. Tôi nghĩ còn vài mảnh vỡ trên đám cây đó. Chưa kịp kiểm soát. Mình lên chợ ít, hồi mình ngồi đây. Được rồi, để tôi kêu thêm vài đồng chí đây với chúng ta nhá. Ồ, nó kêu thêm vài đồng chí mà mình Kim ru à. Ăn dương vương. Chết này. Nó kêu mình stealth qua mà kiểu này stealth cái gì. Cái mũi tên nó bay chậm lắm. Ê trời ơi bà mẹ, nó có súng silent. Ê thua. Lên đây. You never mentioned the house in your debrief. Time to move along. Bây giờ mình đi đâu mới được chứ. Ừ. Thằng này. À, vô đây. Vô đường cũ hả? Ơ, sao đây có cái tivi? Có cái máy quay đây nè. Cái này á, không phải là mình ở Việt Nam đâu. Cái này kiểu như là mình hồi tưởng nè. Nhưng mà mình hồi tưởng theo cái khi mà mình bị chích cái thuốc á, mình sẽ nghe theo cái lời của mình. So he took the right fork, not the trail to the left. Okay, bây giờ mình sẽ nghe theo lời Adler. Down, get down. BC. He's moving close. Use our knives. Stay low. Use the grass for cover. Bye, bye, bye. Come on. Có nghe súng bắn không? Tắt đào. Phóng nè. Yeah, thanks for the assist. Good luck on your mission. Vậy là đúng á. Làm AK bắn đi, làm thêm mấy viên đạn. Ok, bây giờ mình đi đâu? You heard Russian voices from a cave across the river, so you went to investigate. Còn bây giờ nó còn cho vô cái hầm rồi đúng không? No, Bell.
Đó rồi, found the bunker by going into the cave. Má nãy vô cái hầm đó vãi cái sợ. Ok. Ít hang động kìa. Má ơi trượt. Á à, đù. Ao các bạn. You equipped your shotgun and had a bow. That's when you discovered VC soldiers meeting with Soviet agents. Giờ sao? 1, 2, 3. Ok, chết hết rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi. Đường này mình đi lên được không ta? Đường trong trong trí tưởng tượng thôi mà sao mệt mỏi vậy. Ok, mình sẽ đi tiếp cái đường dưới, đường trên kính rồi. Mây mù giăng lối rồi. À, nữa kìa. Đông thế. Shotgun nè, shotgun nè, còn viên còn viên. Đứng kìa. Kiếm tàu. Đi tiếp. À đù. Yes, Bell. That was the door into the Soviet bunker. Ôi, các bạn nhìn kìa. Nó cao thế. Hai cái vách tường, một cái cửa. Và ở trên quá là cao. Ok. Đằng sau cái cửa này là gì? This could be the onset of another focal seizure. Ở bên này là hai cái máy chiếu. Mình đi hai cái máy chiếu, hai cái máy chiếu ảnh á. Mình dùng coi. Quảng trường đỏ, Moscow. Nhà Trắng. Hình ảnh lính Mỹ ở Việt Nam này vậy. Này đây bunker đây. Ở đây nó tua hết rồi. Máy bay thả bơm mà. Này mình không biết. Này quảng trường đỏ nè. À hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình phải mở làm sao cho nó. Thì ra là mình hồi xưa là lính của Berserk. Bà mẹ nó, Berserk nó đang đứng kìa. No, don't stop, Bell. Fuck, fuck. Hand me the fallback scenario manual. Here it is. Cái này là mình kiểu như mình hết thuốc rồi. Nữa. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. Crash survivors were defending against a VC attack. You readied a grenade launcher. He charged ahead. Má giật. Theo mình á, mỗi lần mà mình chơi lại như vậy là nó tiêm cho mình một lần á. Thank you.
đi. Chết. Ok. Nào đây, Adler. Ủa sao nhiều Adler vậy? Ui, mỗi lần đi là nó mỗi lần khác. Qua cánh cửa nè. The path split near a ruin, so you took the well-traveled trail on your left, not toward the waterfall on the right. Bây giờ mình sẽ đi bên trái, không đi bên phải nữa. Tên gì đây? Nhắm à. Á đù. Thời gian ngưng động hết rồi. You mentioned crossing a bridge near a village. Fuck, it was somewhere on the other side. Ê, nhìn kìa. Ừ, các bạn coi những mấy cái viên đạn kìa. Để mình lấy súng nhắm là mình nhắm vô. Thấy không? At the fork you followed the road right toward the sound of gunfire. Seeing a firefight, you readied your M16. Start up a hornet's nest. Need chopper support ASAP. Roger that. Chopper inbound. Súng gì đấy? Hắc não quá. Sao nữa, sao nữa? Ui. Ồ, hồi nãy mình có cái súng nhắm. Ờ, quên. Cái cây súng nhắm mình liền à. Yes, this was the bunker entrance you described. Nữa kìa. Cái bunker đỏ nữa kìa. Để vô coi. Mình phải gặp mặt Berset. Khóa rồi. I don't care if the door was fucking stuck. Open it. Mất luôn rồi. Cửa nào? Giờ cửa nào là cửa đúng? Ở đây. Ơ. Park, give Bell another injection. Vãi, nó chết thêm, nó chết mình thêm cái nữa. Má, đó có thể là chí mạng á. Chết cái là chết luôn á. Nó nói ở ngoài nhịp tim mình cao lắm rồi. Đó, nó chết cho mình thêm cái nữa đó. Heart rate is spiking. I'm not sure how much longer Bell can last. Nhịp tim đang tăng cao. Có con bay, có con bác nó không biết. Nó không... Ui. Nó không biết cái nhịp, cái mình có thể sống sót được bao lâu nữa. Có thể chịu được bao lâu nữa.
Ê, cho tao vô đi mà. Gì đây? Everything stabilizing. Chơi game rồi. Thôi, từ từ. Rồi, nhịp tim mình bình ổn rồi. Nữa. Hết lời. Má ông nội ơi. Trời ơi, cho tao ra. Ui, nó càng ngày càng hẹp cơ. Bên cờ đỏ. Mở. What the lab? What the hell is Bell doing in the lab? Đó là một cái phòng thí nghiệm. Anh ấy làm gì ở phòng thí nghiệm? Ui. Bell, forget about the damn lab. I need to know about the bunker. Đây, thanh niên đây. Comrades, the United States and its allies slowly consume them. Rồi đứng luôn rồi. Bơ sơ hết đều. Giờ mình làm gì? Lấy thông tin hả? Lấy thông tin sơ sơ về bờ CS thôi. Ồ, ông cao tới 1m88 lần. Tiếng Nga không à, chẳng hiểu. Vậy là về cái dự án Greenlight. Cái gì? Đồng shot Adler. Má ơi, cái map này là mình nhức đầu quá. Can Bell survive another round? Now you're asking me. Do it. We're not leaving empty-handed. Script 17. Ready. Má đừng nói nó chích mình thêm phát nữa nha. We've got a job to do. Không phải nói là mấy thằng Mỹ nó có nhiều ui nữa hả? We've been over this already. Skip ahead to the next part. Đó, bây giờ mình sẽ được skip qua luôn. The bunker door was right there at the ruins, Bell. You went in. Bell, go into the bunker now. Bell, open the door. Mình ăn chắc cũng phải 5 mũi rồi đó. Ngồi xuống đây coi. Nó đã chích mình như chích heo. You're the only one who knows where Perseus is. Where he'll detonate the nukes. Where is he, Bell? Anh là người duy nhất biết được Perseus sẽ cho nổ ở đâu. Slowly consume that which is dear to us. Our leaders continue to weaken under this threat. It is the moral duty of Perseus to act when they will not. Soon we will possess an American nuclear bomb. The key to unlocking their entire green light arsenal. Once we control the green light arsenal, we will detonate them all from the safety of Solovetsky. Solovetsky. Okay. Hitler cứu mình. Lợi dụng mình để mình
chống lại Perseus. Taking a subject's will and erasing their mind is a difficult and painful process. That's a small price to pay. The CIA's mind control program has had a great deal of success with implanted memories. Chị, và bây giờ chỉ có mình mới biết Perseus đang ở đâu. Perseus sẽ kích hoạt những trái bom ở chỗ nào. We have a job. It appears the subject's programming is beginning to take hold. Bell. We've got a job to do. We've known each other for years. Fought together. Mình đã hiểu rồi. Mình và Adler không bao giờ, chưa bao giờ là kiểu như đồng đội á. Những cái ký ức về Việt Nam, những cái ký ức mà trước đây những chiến đấu chung á, chỉ là cái sự hồi tưởng thôi. Chỉ là cái sự gọi là tim nhảy vô đầu mình thôi. Mình á, là thuộc cấp của Perseus. Ok. Video này chắc cũng dài rồi nha các bạn. Chắc hôm nay mình cho tới đây thôi. Hôm nay đủ hack não với mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì để lại cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.